chậu trồng cây thông minh Basic Ad và Basic Anno. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm. Mình sẽ mở cái hộp ra. Đây là cái hộp của nó. Đây là toàn bộ cái bao gồm là một cái khay hướng nước. Đây là hai cái lỗ, nhưng mà thật ra khi bạn bỏ vào đây thì nước nó thấm, nó không có bị chảy ra ngoài. Đây là cái nắp của nó. Khi bạn đây là cái bình để chứa nước, thì cứ một tháng hoặc hai tháng một lần bạn mới cho nước vào đây. Đây là hai cái chậu. Còn đây là cái tấm thảm để bạn bỏ vào. Trong này, trong cái tấm thảm này thì nó có ba gói dinh dưỡng cho cây. Màu xanh là làm xanh lá, màu đà là diệt vi khuẩn, và màu cam là để kích ra bông. Thì cái đây là đặc điểm của cái chậu này, đây là nhựa. Nhựa này là nhựa PP nhưng mà nó rất là sang trọng, trắng và sang. Đặt trên bàn làm việc thì nó rất là phù hợp. Đây là cái nắp để bạn gắn vào đây. Đặc biệt khi mà bạn đổ nước vào trong này á, thì bạn đừng có vặn vặn cái nắp thế này. Bạn phải đè nó xuống. Đó, đè nó xuống, nó kêu như thế này. Đó, rồi sau đó thì bạn cái tay là cái tấm thảm. Cái tấm thảm này nếu như mà sử dụng không đụng chạm gì thì ít nhất nó phải 10 năm nó mới hư. Tấm thảm này mục đích là để nó hút nước lên. Đó là bạn đầu tiên là bạn cho nó lọt vào trong cái lỗ này. Nó như thế này. Sau đó cực kỳ dễ, bạn muốn để bên này hoặc để đâu là tùy. Bây giờ chúng ta sẽ để nó ngay giữa đi. Thì bạn nước bạn đổ đầy rồi, bạn đổ vào giữa này. Đó. Thế là xong, hoàn chỉnh. Trong trường hợp bạn để giữa bàn thì bạn để ở đây, giống như là hai bộ chúng tôi đang làm ở đây. Các bạn thấy trong này nó có một cái lượng nước. Nước nó nhỏ giọt ở trong cái đầu này, và quan trọng là nó tự động cân bằng được độ ẩm cho đất. Cái quan trọng là cái độ ẩm của đất nó phải phù hợp để cái cây nó phát triển. Đây bạn có thể nhìn thấy cực kỳ sạch sẽ, và nó chỉ vừa đủ nước thôi, chứ nó không có thể nào chảy ra ngoài hết. Thì với cái này thì bạn có thể trồng bất cứ loài hoa nào, có thể trồng thẳng vào trong cái chậu này. Bạn lưu ý một chỗ, đó là cái chỗ này nó sẽ tiếp giáp được với nước. Và nếu như trong trường hợp mà bạn mua hoa của những cái chậu hoa có sẵn, thì bạn có thể thay thế hai cái chậu này bằng hai cái chậu hoa nào đó bất kỳ để lên, thì nó sẽ tự động hút nước, tự động cân bằng độ ẩm cho đất để cho cây nó phát triển. Chúng ta có hai loại, đây là loại basic là hai chậu hai bên, còn loại anno là có nghĩa là chỉ là một cái tấm thảm như thế này thôi. Thì mình có thể trang trí trồng cỏ, trồng lúa hay gì đó, thì tạo thành một cái mảng cảnh quan riêng. Trong trường hợp mà bạn không muốn để trên bàn, bạn muốn treo nó lên, thì Mini Garden đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một cái giá đỡ. Cái giá đỡ này nó đã để sẵn hết rồi. Bạn chỉ có việc là treo cái này lên tường, đặt cái này dính vào tường, sau đó bạn cho cái này dính vào đây nữa. Thế là mình sẽ có được một bộ treo lên tường ở bất cứ vị trí nào. Xin cảm ơn.